tộc người hùng mạnh Celt đã lụi tàn như thế nào? Người Celt nổi tiếng là những chiến binh anh dũng kiêu ngạo với thân hình to lớn đồ sộ giúp họ bách chiến bách thắng. Quân La Mã cũng vì vậy mà chưa thể thực hiện được âm mưu xâm chiếm lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, may mắn đã đến với quân La Mã khi họ nhận ra người Celt rất thiếu tính đoàn kết. Hai người Celt sống khác vùng sẵn sàng đánh giết lẫn nhau nếu thấy cần thiết. Nắm lấy cơ hội, chiến binh La Mã nhanh chóng thực hiện âm mưu xâm chiếm, họ bắt đầu đánh chiếm Tây Ban Nha và chiến thắng. Đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, Julius Caesar tận dụng triệt để điểm yếu này và tấn công lại tộc người Celt tại Pháp. Không chỉ thiếu đoàn kết, người Celt còn phản bội và chống phá lẫn nhau để quân La Mã dễ dàng thắng lợi. Thuyết âm mưu rồi cũng bại lộ, những người Celt còn lại tại Pháp đã tập hợp, đứng đầu là Vercingetorix chống trả lại nhưng đã quá muộn. Tại Anh, nữ hoàng Boudica đã thống nhất các tộc người Celt và ra sức đánh đuổi người La Mã. Tuy nhiên, phần thắng lại thuộc về tay người La Mã sau khi Boudica qua đời. May mắn là thành trì cuối cùng của người Celt ở Ireland vẫn giữ được nhờ vào không khí và địa hình khắc nghiệt ở đây.